Chào mừng quý khán giả đã đồng hành cùng kênh Phong Thủy Gia Cát trong suốt thời gian qua. Quý vị thân mến, mỗi năm vận trình mỗi khác, do sự vận động của các thiên tinh nên trường khí ảnh hưởng lên từng vị trí, từng người trên trái đất sẽ khác nhau. Sự vận động của tự nhiên đó đã ảnh hưởng trực tiếp lên vận trình may mắn và tài lộc của mỗi chúng ta. Bước sang năm 2023 Quý Mão, ai trong số chúng ta cũng tò mò về số phận của mình, không biết sang năm mới, cát hung vận hại của mình ra sao, đặc biệt là với các gia chủ tuổi Canh Dần sinh năm 1950. Trong năm 2023, những gia chủ tuổi Canh Dần gặp hạn thái tuế, nhưng không vì thế mà vận trình của họ không được may mắn. Do được quý nhân tương trợ nên những gia chủ tuổi Canh Dần cực kỳ may mắn trong năm 2023. Họ là những người có cá tính, mạnh mẽ, thích giúp đỡ người khác nên được mọi người yêu thương và quý trọng. Trong năm 2023, do được quý nhân tương trợ nên cuộc sống gặp nhiều may mắn. Tuy không tạo dựng được cơ đồ, nhưng sự nghiệp của gia chủ Canh Dần cũng khiến không ít những người phải ghen tị và nể phục. Nghèo khổ đủ rồi, bước sang năm 2023 là một năm bùng phát của quý vị. Vậy nên quý vị hãy nắm bắt thời cơ, tạo nên những bước đột phá mới trong năm 2023 này. Quý vị đang rất tò mò về lá số tử vi của mình trong năm 2023 đúng không? Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng theo dõi chi tiết về vận trình của mình trong năm 2023 Quý Mão. Quý vị thân mến, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng sao thừa ngoài sân. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Canh Dần sinh năm 1950. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Canh Dần sinh năm 1950 nam mạng trong năm 2023. Người tuổi Canh Dần sinh năm 1950 có mệnh tùng bách mộc, gỗ cây tùng, là những người yêu thích yên tĩnh, yêu cuộc sống gia đình đầm ấm, yên vui. Họ cũng là mẫu người của gia đình, đi đâu làm gì cũng hướng về tổ ấm thân thương, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để những người mình yêu thương được hạnh phúc. Nam mạng tuổi Canh Dần luôn hiểu rõ những việc mình cần làm, tinh thần nghiêm túc, làm ra làm, chơi ra chơi. Họ sẽ hoàn thành công việc nơi công sở chứ không mang về nhà. Căn nhà là thánh địa của gia đình, họ không muốn để công việc ảnh hưởng đến thời gian dành cho người thân. Người này có ý chí mạnh mẽ, nhiệt tình, dũng cảm. Khi làm việc họ luôn nêu ra ý kiến, hành động dứt khoát, rõ ràng, luôn giữ chữ tín, đã nói là sẽ làm, không bao giờ hối hận. Tiến sang năm 2023, người tuổi Canh Dần vận trình khá tệ, sát khí vây hãm, sức khỏe phát sinh nhiều vấn đề, dễ bệnh tật. Bản mệnh năm nay tâm tính thay đổi, sống hướng nội, không thích chuyện trò với mọi người, có nhiều tâm sự trong lòng. Tình cảm gia đình xa cách, không mấy gần gũi với người thân, nên học cách giải tỏa áp lực cuộc sống, dành thời gian gặp gỡ bạn bè, tri kỷ, đừng tự nhốt mình cô đơn. Có tâm sự hay chuyện buồn hãy thoải mái giải bày, chỉ cần giải tỏa được nút thắt trong lòng thì sức khỏe tức khắc ổn định trở lại. Về mặt tài chính không nên lo chuyện bao đồng, đừng đầu tư kinh doanh cổ phiếu, cẩn thận bị lừa gạt. Đừng nhẹ dạ cả tin mua những loại thực phẩm chức năng vô thưởng vô phạt, người nhà nên chú ý thay đổi tâm lý của mệnh chủ. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Canh Dần sinh năm 1950, nam mạng gặp phải sao chiếu mệnh, sao thổ tú, vận hạn ngũ mộ, hạn tam tai. Năm 2023 Quý Mão, gia chủ Canh Dần sinh năm 1950 nam mạng không phạm tam tai. Hạn hoang ốc, phạm hoang ốc, kim lâu không phạm kim lâu. Về địa chi, Dần gặp Mão là bình hòa, yên ổn, hay nói cách khác là người Canh Dần nam mạng không phạm thái tuế. Xét về mối quan hệ thiên can canh xương kim gặp quý âm thủy là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là năm khá tốt cho các gia chủ Canh Dần, nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt, ắt sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ bạn phía trước. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ tuổi Canh Dần sinh năm 1950 cần chú ý tháng Canh Dần, tháng 7 âm lịch, từ ngày 16 tháng 8 đến 14 tháng 9 năm 2023. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Canh Dần nam mạng. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không độ ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Canh Dần sinh năm 1950 nam mạng. Trong năm 2023, gia chủ nam mạng Canh Dần sinh năm 1950, năm nay gặp sao thổ tú chiếu mệnh.
Thổ Tú hay còn gọi là Thổ Đức Châu Tinh Quân, đây là sao xấu đối với cả nam, nữ và gia trạch. Bởi sao Thổ Tú là sao xấu, chủ về tai nạn kiện tụng, người bị sao này chiếu nên đề phòng kẻ tiểu nhân, gia đạo đưa đến bất an và buồn phiền. Người bị sao này chiếu mệnh thường kỵ tháng 4 và tháng 8 âm lịch, tuy nhiên với những người có mệnh thổ, cả nam và nữ thường rất hợp với sao này. Hóa giải vận hạn sao Thổ Tú, làm lễ cúng giải hạn sao Thổ Tú. Đây là một tục lệ mang tính chất tâm linh và phổ biến. Hàng tháng vào lúc 15 giờ đến 17 giờ ngày 19 âm lịch, gia chủ hãy tiến hành làm lễ dâng sao cúng giải hạn, bởi đây là thời điểm sao Thổ Tú đang viên chiếu sáng nhất. Để thực hiện nghi lễ này, gia chủ cần chuẩn bị những vật phẩm cần thiết để lập bàn thờ cúng, như là hương hoa, tiền vàng, bài vị, phẩm oản, năm ngọn đèn. Rồi quay mặt về hướng chính tây, lạy năm nại là cầu xin trung ương Mậu Kỷ Thổ Tú Tinh Quân để cầu xin ban sự an lành, may mắn, giảm hạn xấu, tăng tài lộc, hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế, vì sao Thái Dương là mặt trời, chủ về nhiều điều tốt đẹp. Sao Thổ Tú thuộc ngũ hành là thổ, vì thế gia chủ nên dùng kim tiết. Hãy đeo trang sức đá quý có màu trắng như thạch anh tóc trắng, kim cương và các đồ trang sức màu trắng khác. Gia chủ Canh Dần sinh năm 1950, năm Mạng, năm nay gặp hạn ngũ mộ. Khi nhắc đến hạn ngũ mộ, người xưa có câu như sau: ngũ mộ hạn xấu tổn tài, tức là hạn này chủ về mất mát tiền của, nặng thì tán gia bại sản, nhẹ thì chỉ mất một phần. Sự mất mát hao tài tốn của này khiến tinh thần gia chủ đau xót, mất ăn mất ngủ, khiến tâm lý vô cùng bất an, buồn rầu. Người gặp phải hạn này chú ý, tiền của bị kẻ xấu đánh mất, mua hàng dễ bị nhầm hàng giả, kém chất lượng. Đôi lúc lòng tốt giúp đỡ người khác, chẳng hạn như cho người khác mượn tiền thì đòi không được. Trong 8 niên hạn chiếu mệnh thì ngũ mộ là một tiểu hạn chủ về tiền của. Để hóa giải niên hạn này, gia chủ cần chú ý những việc như: trong làm ăn kinh doanh cần kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, sản phẩm rõ ràng, không nên nhập những hàng hóa kém chất lượng, nặng thì vướng vào vòng lao lý, tai bay vạ gió. Về tài sản, tiền của thì nên giữ cẩn thận, không nên nghe theo lời hay tin tưởng những người khác mà cho vay hay cho mượn. Chẳng may tiền không thu lại được mà nghĩa cũng không còn, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, cho đi mà không cần nhận lại. Tốt nhất nên kết giao với những người lương thiện, tránh người lưu manh, lừa gạt. Luận tử vi Canh Dần sinh năm 1955 Mạng, theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1. Đầu năm đón xuân vui vầy bên gia đạo, gia chủ tuổi này chú ý về lời ăn tiếng nói để hạn chế vạ vào thân. Tháng 2. Có tin vui đưa tới gia đạo trong tháng này. Tháng 3. Chú ý tai bay. Chú ý tai nạn bất ngờ. Tháng 4, các công việc làm ăn của thành viên trong gia đình tháng 4 không được tốt, sức khỏe cũng kém. Tháng 5, khi ra ngoài trong tháng này, gia chủ tuổi Canh Dần cần cẩn thận, có thể gặp phải cửa quan hoặc chú ý đến tay chân. Tháng 6, có quý nhân giúp đỡ. Tháng 7, sức khỏe của gia chủ tuổi này trong tháng 7 không được tốt, công việc con cái trong gia đình cũng gặp nhiều bất lợi. Tháng 8, đây là tháng trong họ hàng nội tộc của gia chủ đón tin vui hoặc trong gia đình gia chủ có sự mua sắm, sửa sang đồ vật. Tháng 9, cẩn trọng tai nạn bất ngờ với tiểu nhân quấy phá, nói xấu sau lưng. Tháng 10, trong tháng này gia đạo của gia chủ mâu thuẫn, thiếu hòa khó, tình cảm giữa bố và mẹ không được tốt. Tháng 11, ra ngoài tháng 11 người tuổi Canh Dần, gia chủ chú ý xe cộ hoặc tránh mất mát của cải tiền bạc. Tháng 12, tháng này tiền bạc của gia chủ có sự hao tán nhiều hoặc đường tiêu hóa của gia chủ không được tốt. Tổng kết tử vi tuổi Canh Dần sinh năm 1950 nam Mạng trong năm Quý Mão 2023. Về sự nghiệp, năm Quý Mão 2023 với những gia chủ vẫn còn tiếp tục với công việc, chuyện làm ăn, công việc kinh doanh của gia chủ gặp nhiều trở ngại, dù đã về hưu hay vẫn đang tất bật với làm việc, mưu sự khó thành, bại khí lấn át, hành sự phải thật tỉnh táo và thận trọng. Bản mệnh dễ vướng phải chuyện thị phi, mâu thuẫn, thậm chí còn có kẻ ác ý bôi nhọ danh tiếng. Do đó cần phải chú ý nhiều hơn đến cách hành xử. Trước khi nói hoặc làm việc gì, cần cân nhắc cẩn trọng hơn, không nên nóng nảy hành xử một cách bột phát. Gia chủ cũng không nên quá cứng đầu, buộc người khác phải nghe theo ý của mình. Hãy có cái nhìn cởi mở và đa chiều hơn về mọi việc. Từ đó mới có thể tìm thấy cách tháo gỡ những khó khăn hay rắc rối đang gặp phải. Về tài chính, năm nay tình hình tài chính về cơ bản không biến động quá lớn, song người tuổi Canh Dần sinh năm 1950 cần phải giữ chặt túi tiền của mình, không nên dễ dàng tin theo lời rủ rê của người ngoài, kẻo bị lừa gạt. Khi có người muốn vay mượn, bản mệnh cũng cần cân nhắc đến đối tượng, không nên cho vay một cách quá dễ dàng, nếu không bạn dễ bị lừa đảo, vừa mất tiền vừa mất quan hệ. Về sức khỏe,
Năm nay, nhiều vấn đề xảy ra trong cuộc sống gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người sinh năm 1950. Gia chủ cần tập thói quen buông bỏ gánh nặng, chớ để cảm xúc chi phối hành động. Khi gặp phải vấn đề, bản mệnh có thể nhờ đến sự giúp đỡ và sẻ chia của con cái cũng như nửa kia, chớ nên ôm mọi chuyện vào lòng. Những gia chủ tuổi Canh Dần không nên quá cần lực kiếm tiền mà quên mất chăm sóc sức khỏe bản thân. Bạn nên sống khoa học hơn, quy củ hơn, cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp bạn không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng vất vả lao động. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy. Mệnh chủ trong năm nay sẽ cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo, tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là gia chủ tuổi Canh Dần sinh năm 1950 năm mạng. Về tình cảm gia đạo, năm nay các mối quan hệ tình cảm xã giao của Canh Dần không lý tưởng, nhiều mâu thuẫn, lắm thị phi, vạ miệng, nguyên nhân có thể do bản tính nóng nảy, bảo thủ của chính gia chủ. Dù sao thì bản mệnh cũng đã là người có tuổi, tốt nhất nên cố gắng giữ trạng thái tâm lý, cảm xúc ổn định, chớ nên quá kích động dễ dẫn đến những tai biến bất ngờ. Trong gia đình, người tuổi này cũng không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện của con cháu, có những chuyện bản mệnh nên nghĩ thoáng xa thì việc gì cũng dễ giải quyết hơn nhiều. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất giúp kỵ tà hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Canh Dần. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Canh Dần sinh năm 1950 năm mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về tử vi của Canh Dần trong năm 2023 Quý Mão. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Canh Dần. Qua đó quý vị cũng đã phần nào yên tâm vững bước trong năm 2023, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn nút đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.